Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV, và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu 29 tây tháng 11 2013. Sau đây mời quý vị theo dõi phần điểm tin điểm báo Hoa Kỳ, Thế giới và Việt Nam với Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa chúng tôi xin được kính chào toàn thể quý vị khắp nơi. Xin kính chào anh Phạm Cơ. Chào anh Quang Trương, kính chào quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày after Thanksgiving, tức là ngày Black Friday, ngày thứ Sáu đen. Anh Phạm Cơ, tối hôm qua có đi mua được gì không anh? Dạ thưa anh, không anh, tôi cảm ơn anh hỏi thăm. Vâng, càng ngày thì những cái thương vụ họ càng bán sớm hơn. Có một số chẳng hạn như là Walmart ngày hôm qua đã bắt đầu từ 6 giờ chiều rồi. Và ngày hôm nay mới chính thức là ngày Black Friday, tức là ngày thứ Sáu đen. Mời quý vị nghe anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm một vài chi tiết liên quan đến tối ngày hôm qua, tức là Brown Thursday, và ngày hôm nay Black Friday. Mời anh Phạm Cơ. Vâng thưa quý vị, nói chung thì tình hình có nhiều mặt, có những mặt tốt, những mặt xấu. Trong tối hôm qua ngày Black Friday như thường lệ thì đã có những cái cuộc sale, tuy nhiên nhiều nơi rất là sớm, ví dụ như cây mạc ở bên phía California đã bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng, và Macy's lần đầu tiên năm nay họ bắt đầu bán vào ngày thứ Năm thay vì là bán vào ngày thứ Sáu như thường lệ. Đây là lần đầu tiên Macy bắt đầu cái chương trình Black Friday vào tối thứ Năm. Macy tại New York đã buôn bán rất là được ngày hôm qua. Những cái số người vào lên đến con số cao 300 so với là 200 năm ngoái. Nói chung thì tình hình khá tốt, và người ta nói rằng cái số người mà vừa mua hàng ngày hôm qua đông hơn năm ngoái tới 15%, và vì vậy cho nên người ta nghĩ rằng ngày hôm nay cái số người mua nó sẽ ít đi so với số người mua năm ngoái. Nói chung thì từ khi mà người ta đổi cái ngày Black Friday qua tối thứ Năm rồi sáng thứ Năm thì đến bây giờ đây nhiều người họ đã đổi xa hơn nữa, tức là những món hàng sale họ bắt đầu sale vào cái hồi mà đầu năm, đầu tháng của tháng 11. Nói chung thì tình hình rất là tốt đẹp cho nhiều nơi, và con số thương vụ tối hôm qua phải nói rằng rất là dễ dàng. Walmart nói rằng hôm qua họ đã bắt đầu một cái chương trình mới để tránh chen lấn và khi vào cửa, tức là mọi người vào cửa được mang một cái wristband, tức là một cái vòng đeo tay để tránh khỏi với sự chen lấn, cãi cọ nhau và giành nhau vào trước. Trước kia vì giành nhau đã có người chết. Năm ngoái thì người ta bảo đảm, Walmart bảo đảm rằng ai vô trước trong vòng một giờ đồng hồ thì họ sẽ cho được quyền mua sale, nghĩa là không có hàng, nghĩa là không có bị vô trong đó một giờ thì chắc chắn sẽ được mua để khỏi phải giành nhau. Đó là những gì mà người ta nói ngày hôm qua, tình hình tương đối tốt đẹp tại nhiều nơi. Tuy nhiên cũng đã có những mặt xấu, ví dụ như tại Chicago đã có một cuộc shoplifting, tức là những cái người ăn cắp hàng ở trong cái tiệm côn và đã bước ra ngoài rồi bị security đi theo và kêu cảnh sát, thì đã xảy ra bắn nhau ở trên cái sân mà đầu xe ở tại tiệm côn. Rồi đồng thời tại một cái tiệm Walmart ở bên phía California, các khách hàng đã giành nhau và đã thưa quý vị đánh nhau và cảnh sát phải vào can thiệp. Một người mua một cái tivi lớn đem về nhà cũng bị bắn vào chân, có vẻ như để giành nhau cái tivi hay sao thì người ta cũng không có rõ. Nói chung thì tình hình lộn xộn, chỉ có hai cái vụ chính xảy ra, một tại Chicago và một ở tại bên phía Cali là đáng kể mà thôi, còn ngoài ra thì phải nói là tương đối tình hình yên tĩnh. Vâng, đúng như vậy. Trong khi đó thì ở tòa Bạch Ốc thì thưa quý vị, tại Washington, Tổng thống Barack Obama cũng có một cái bài diễn văn để mà cảm tạ các quân nhân của Hoa Kỳ vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu trong những cái ngày lễ Thanksgiving đoàn tụ gia đình như thế này. Ngoài ra thì ở tại New York thì cái cuộc mà diễn hành của Macy cũng đã được diễn ra một cách tốt đẹp, và những cái balloon, những cái bong bóng sợ rằng là cái cơn bão tuyết nó có thể đã làm cho phải hoãn lại cái cuộc diễn hành, nhưng mà cuối cùng thì họ đã thực hiện được, đó là cái thông lệ hàng năm. Và ngoài ra thì thưa quý vị, đúng là người ta đánh cái tâm lý hay đó anh Phạm Cơ, tức là cho dù quý vị vào trong chẳng hạn như tìm Walmart đi, quý vị không mua được cái món hàng mà anh dự định mua thì cũng phải mua something cho nó đã khét, cho nó đã bỏ tức cái công mình chờ rồi đi về. Đó là lý do tại sao mà người ta muốn mình đi vào tiệm của họ thôi, còn mua được hay không cái đó không thành vấn đề. Thế nào quý vị cũng sẽ mua một món. Cho nên là ai cũng tay xách nách mang hết anh Phạm Cơ. Ngày hôm qua thì Apple đã làm cho người ta bất mãn, bởi vì trên cái hệ thống internet Apple đã không sale như thường lệ, mà thay vì giả sale thì họ cung cấp một cái gift card,
tức là mình mua hàng thì mình được tặng gift card, nghĩa là mình phải mua thêm nữa thì mình mới được hưởng số tiền đó. Còn mình, nếu mình không mua nữa thì coi như mình mất cái số mình, họ không có sell. Thì đó rằng là thương vụ của Apple, một là nó quá sức là chắc chắn đến nỗi họ không cần sell, hai là họ cảm thấy rằng bị thương tổn cho nên họ phải giữ cái giá như vậy. Không, nhưng mà không sell. Hình như là họ có một cái hợp đồng gì với nhau với những cái tiệm chẳng hạn như là Target và Walmart chẳng hạn. Thì đó là những cái tiệm mà họ bán những cái iPad ra, nó sell. Nó không sell, nó chỉ cho anh mua thì nó cho gift card, chứ nó không sell. Nhưng mà bản thân trong những cái tiệm Walmart, Apple á, thì họ lại không có cái chương trình đó. Thì không biết thì là họ làm ăn với nhau sao. Nói chung đó. Thì họ có một cái giao ước trước rồi. Dù sao thì thưa quý vị, cái mùa lễ Thanksgiving cũng vừa mới bước qua. Và ngày hôm nay cũng là cái ngày mà bắt đầu cho cái mùa lễ Christmas bắt đầu, tức là một số những cái địa điểm tại khắp nơi Hoa Kỳ sẽ bắt đầu có những cái buổi lễ để mà khai mạc cái vấn đề mà đốt đèn lên để chuẩn bị cho mùa Christmas đang bước tới. Đó là cái tình hình chung của ngày lễ Thanksgiving thưa quý vị. Và trở lại với tình hình thời sự của quốc tế thì trước tiên đó là một bản tin liên quan đến Thái Lan. Hiện bây giờ thì tình hình Thái Lan cũng rất là lộn xộn và thành phần chống đối chính phủ bà Yingluck Shinawatra vẫn tiếp tục xuống đường để biểu tình. Và ngày hôm nay tin cho biết họ đã tràn vào tới kể cả cái bộ tư lệnh quân đội của Thái Lan để mà yêu cầu quân đội phải ủng hộ họ chống lại cái chế độ, chống lại cái sự cầm quyền của bà Yingluck. Mời quý vị nghe anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm chi tiết bản tin đây. Thưa quý vị, bà Yingluck đã thất bại khi mà đưa ra một cái đạo luật để ân xá cho nhiều người, trong đó có ông anh của bà là cựu thủ tướng Thaksin. Tuy nhiên thì cái dự luật đó đã bị bác bỏ hồi 11 tháng 11 vừa qua, và vì vậy từ đó đã phát sinh ra những cuộc biểu tình rất là lớn và một cái cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội. Tuy nhiên bà đã thoát qua cái cuộc này, và những người biểu tình vẫn tiếp tục biểu tình tại Thái. Họ đã chiếm nhiều trụ sở của chính phủ, trong đó có bộ tài chánh, nhiều bộ khác, bộ an ninh vân vân, nói chung nhiều bộ. Nhưng mà hôm nay họ đi rất xa, tức là họ đã chiếm một cái trụ sở của bộ tư lệnh lục quân ở ngay tại Bangkok và yêu cầu quân đội phải ủng hộ họ và lật đổ bà Yingluck. Tuy nhiên thì một vài giờ sau đó bà họ đã êm thấm rút lui ra khỏi cái vùng này. Nói chung đó là một cái tình hình tốt đẹp cho bà Yingluck. Thì phát ngôn nhân của bà Yingluck ngày hôm nay tuyên bố rằng bà không có ý định, thứ nhất là từ chức, và thứ hai bà không có ý định giải tán quốc hội. Và thứ ba nữa là người ta dự trù rằng sẽ không có đàn áp những đám biểu tình, vì bà nhớ rằng những cái cuộc đàn áp đẫm máu năm 2010 đã đưa tới những hậu quả tai hại cho Thái Lan. Cho nên bà nói rằng các người biểu tình phải trở về và tiếp tục, nghĩa là để cho đất nước yên tĩnh để bà có thể làm việc. Bà không muốn đàn áp như năm 2010 đã xảy ra biến động tại Thái Lan và khiến cho ít nhất là 90 người chết vào lúc đó. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì quay sang tình hình liên quan đến Trung Quốc thì ngày hôm qua tin cho biết rằng là Hoa Kỳ đã đưa những cái máy bay B-52 bay vào cái khu vực mà Trung Cộng đã vẽ ra, gọi là cái khu vực phòng không đó, để mà xem Trung Quốc có làm gì được hay là không. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay Trung Quốc cho thấy rằng là họ rất là muốn coi như là làm chủ cái khu vực này bằng cách là họ đã đưa những cái loại máy bay chiến đấu bay xung quanh khu vực phòng không này để theo dõi tình hình ở tại đây. Xin mời quý vị nghe anh Phạm Cơ đưa thêm chi tiết bản tin. Thưa quý vị, nếu như Hoa Kỳ và hai nước Nam Hàn cũng như Nhật Bản không phản ứng mạnh mẽ vào cái khu vực mà kêu phòng không của Trung Quốc thì chắc chắn trong tương lai họ sẽ vào làm thêm một khu vực nữa trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì đó là một cái điều mà người ta tiên đoán như vậy. Và ngày hôm nay thưa quý vị, sau khi Nhật Bản và Nam Hàn đã đưa những phi cơ chiến đấu của họ tập trận ngay trong cái vùng của Trung Quốc, thì Trung Quốc nói rằng sáng hôm nay Trung Quốc tuyên bố họ đang đưa hai loại phi cơ Su-30 và J-11, tức là những loại phi cơ chiến đấu tuần tra trong cái vùng mà họ đã đưa ra gọi là cái vùng bảo vệ không phận của Trung Quốc. Nói chung thì hai bên đều đánh võ mồm và đều đưa phi cơ vào đây, nhưng mà chỉ đưa nhằm lúc bên kia không có phi cơ mà thôi, cho nên tình hình vẫn yên tĩnh. Tuy nhiên Trung Quốc vẫn bước lui một bước, đó là vấn đề tuyên bố. Họ nói rằng việc ban bố lệnh phòng không này không nhằm
nói đến các phi cơ dân sự, nghĩa là họ không áp dụng cái việc cấm này cho các phi cơ dân sự. Sau khi các phi cơ dân sự của Nhật Bản và của Nam Hàn nói rằng họ không cần báo cáo cho Trung Quốc, với cái lệnh của Trung Quốc đưa ra là mọi phi cơ đi ngang không phận đều phải báo cáo, thì họ không có đưa ra, không chịu nộp cái báo cáo này. Trung Quốc đã tháo lui và nói rằng là cái lệnh này không áp buộc cho các phi cơ dân sự. Vâng, tình hình chắc chắn sẽ còn rất là căng thẳng khi mà Trung Quốc đã ngang nhiên đưa ra cái khu vực phòng không này và buộc những cái chiếc máy bay, nhất là về quân sự, bay ngang phải trình báo và phải xin phép trước khi bay ngang. Thưa quý vị, quay sang tình hình ở tại bên Iran, thì sau khi cái cuộc nói chuyện của Iran với lại những quốc gia Tây Phương về cái vấn đề mà tinh luyện uranium, thì ngày hôm nay tin cho biết là mà Iran vừa mới lên tiếng và chỉ cho rằng là có thể cho viếng thăm mà thôi, chứ không phải là Tehran, tức là bên Iran đã nhượng bộ trong cái vấn đề điều đình, cái vấn đề mà sản xuất vũ khí nguyên tử. Xin mời quý vị nghe anh Phạm Cơ đưa thêm chi tiết bản tin đây. Thưa quý vị, hôm Chủ nhật vừa qua, Iran và 6 nước Tây Phương đã ký chung một cái hiệp ước tạm thời nhằm vấn đề kiểm soát vũ khí nguyên tử của Iran, chấm dứt việc tinh chế uranium, rồi đồng thời phải giảm đi lệnh cấm vận cho Iran có được 7 tỷ đô la. Thì ngày hôm qua, Iran đưa ra một lời kêu gọi nói rằng họ mời cơ quan IAEA, tức là cơ quan về kiểm soát nguyên tử của Liên Hợp Quốc, đến thăm cái lò phản ứng nguyên tử nước nặng ở ngay cái căn cứ quân sự Arak, là một nơi mà theo cái vị Liên Hợp Quốc, cơ quan này muốn đến thăm, nhưng mà 2 năm vừa qua họ không có được phép đến, mặc dù họ nhiều lần đòi hỏi. Hôm qua, Iran nói rằng họ có thể đến thăm vào ngày 8 tháng 12 đến đây. Tuy nhiên hôm nay họ lại nói rằng là cuộc viếng thăm này là thường lệ, nghĩa là họ cho phép chứ không nằm trong cái khuôn khổ của bản hồi của bản hợp đồng mà họ đã ký với 6 nước Tây Phương hôm Chủ nhật vừa qua. Nghĩa là họ nói rằng là cái điều lệ đó không có ép buộc cho cái việc này. Việc này là họ tự nguyện muốn làm, chứ không phải rằng là họ muốn cho họ muốn mọi người làm là theo cái điều khoản đã ép buộc ở trong hội nghị nói trên. Có nghĩa là khi họ đến thăm những cái nơi mà lò phản ứng nguyên tử nặng này, nước nặng này, thì họ có thể chỉ có quan sát mà thôi và không có quyền nhận xét rằng là cái lò này có vi phạm gì với cái thỏa ước đó hay không. Thì họ thì rõ ràng là đó là cái ý muốn của Iran trong việc này. Thì đây là một cái chiêu mới của Iran đưa ra. Không hiểu rằng quốc tế sẽ nói sao về việc này. Có thể quốc tế sẽ nói rằng là họ phải ngưng lại cái việc cấm vận, thì chắc lúc bây giờ Iran sẽ nhượng bộ. Nói chung thì tình hình có vẻ đi qua một cái bước mới với những cái phản ứng của Iran, và gần như là phản ứng này có thể làm cho Iran nói rằng là họ muốn gây ảnh hưởng đối với quần chúng trong nước mà thôi, còn đối với các nước Tây Phương thì rồi sau đó họ sẽ nhượng bộ sau. Thưa quý vị, trong khi đó thì xoay qua tình hình của Pakistan, thì có một cái vụ bắn bằng phi cơ không người lái của Hoa Kỳ tiếp tục diễn ra trong ngày thứ 6 giờ địa phương. Và trong cái cuộc bắn này thì thưa quý vị, ít nhất có 2 người đã bị chết. Xin mời quý vị nghe anh Phạm Cơ sẽ đưa thêm chi tiết của bản tin này. Thưa quý vị, Pakistan có một vùng biên giới với Afghanistan, kêu là vùng Waziristan. Tại vùng này nằm về phía tây bắc của Pakistan, sát biên giới, và vùng này vẫn thường bị phi cơ không người lái của Hoa Kỳ tấn công. Tuần trước họ đã tấn công vùng này và giết chết 6-5 người ở trong một cái khu vực dạy học về Hồi giáo, huấn luyện về Hồi giáo, về tôn giáo. Thì giờ đây họ lại hoạt động trong khu này nữa và bắn chết 2 người. Hai người này bị nghi là quân khủng bố. Đó là những gì mà các bản tin quốc tế loan tải. Tuy nhiên người Pakistan không nói gì về cái việc này. Và sau đó thì Hoa Kỳ loan báo rằng họ tiếp tục viện trợ thêm 1.6 tỷ đô la mà trước đây họ đã chưa đưa cho người Pakistan. Và có vẻ như rằng đây là một cái dấu hiệu cho thấy họ muốn giấu diều với người Pakistan, bởi vì tuần trước đã có những cuộc biểu tình đòi hỏi Hoa Kỳ chấm dứt việc bay những phi cơ không người lái và tấn công vùng này. Sau đó thì đám biểu tình này đã đưa ra cái tên của người trưởng văn phòng CIA đóng tại Pakistan để hăm dọa người này là họ sẽ giết người này. Nhưng mà rõ ràng là cái chuyện đó chỉ đưa ra nói cho vui, và người đó thì hầu như không ai thấy có mặt tại Pakistan nữa. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi thì chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi tới quý vị phần bảo trợ thương mại, và sau đó chúng tôi quay trở lại trong phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục chịu màn hình, và xin cảm ơn quý vị.